Thu nhập của em gần đây nhất hiện tại là tầm 1 tỷ một tháng ạ. 2022 thì em kiếm được bao tiền? Của cả hai bọn em là khoảng 7 tỷ. Thôi bọn em để đấy, để tao xem những thằng bằng tuổi mày nó kiếm tiền như thế nào. Sao mẹ lúc nào cũng nhìn vào người ta để đánh giá con thế nhở? Con không ăn nữa. Từ nay mình phải đi làm kiếm tiền để cho bố mẹ không còn khinh thường mình nữa. Tiền lương hôm nay của chú em đây. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Mẹ ơi, hôm nay con đi làm kiếm được tiền rồi. Lâm ạ, thực sự thì mẹ cũng chỉ lo cho con nên mới nói như vậy thôi. Chứ còn ở độ tuổi như con, mẹ cũng chưa bắt con phải áp lực về chuyện kiếm tiền đâu. Nhưng mà tiền ở đâu, đưa mẹ giữ hộ cho. À, dạ đây. À, tiền ở đâu rồi? Nãy vừa để đây mà. Tiền của ai đánh rơi đấy nhở? Mày chả bao giờ làm được cái tích sự gì cả. Thôi kệ, đi đá bắt phở cho ấm bụng đó. Thì tôi có thằng bạn học võ. Ôi dồi ôi, mẹ tức thật chứ. Có chuyện gì đi ông bạn? Mày hôm nay đi đâu mà mặc đồ giống bác sĩ thế? Trời ơi, đây là võ phục. Võ phục hiểu chưa? À, nhưng mà để làm gì? Với kinh nghiệm của một người học võ, cụ thể là kinh nghiệm một ngày, thì tôi biết bạn đang gặp nguy hiểm. Thế nên là tôi đến đây để giúp bạn. Người ta đấm xong mẹ giờ mới đến. Thôi, bạn dẫn tôi đi gặp thằng đấy đi. Vẫn còn gan đến đây à? Nay tao không đến một mình. Giới thiệu một chút đi. Xin tự giới thiệu, tao Lâm chó điên. Tao đá chân như một chân như của Trần 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 vô ải cước. Tao đi giày cỡ 42. Lên. Ê anh bạn, tôi có ý kiến như này. Hay là bây giờ mình solo game đi. Nếu bạn thắng thì bạn làm gì tôi cũng được. Nhưng mà nếu tôi thắng thì tôi chỉ xin bạn là cho tôi đấm một cái thôi. Nhưng mà game gì? Đấy là game Học viện Bá Vương Mobile, là game đấu trường đa vũ trụ thế hệ mới, có hơn 100 anh hùng từ 40 bộ anime đình đám khác nhau. Vào game là có quà, cày chày dễ tăng VIP. Ok. Rồi rồi, mày xong mày với tao rồi. Thế về nhá. À, thế về nhá. Ui giời ơi.